quý vị và các bạn, chơi golf là một môn thể thao phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Trong khi ở các tỉnh thành lớn trong cả nước đã khai thác tốt loại hình du lịch thể thao chơi golf, thì sân golf đầu tiên của Huế mới chỉ đi vào hoạt động. Tuy nhiên, bước đầu tính hiệu quả từ loại hình du lịch mới này đem lại khá khả quan. Loại hình du lịch golf là một loại hình mới nhưng rất có tiềm năng thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam nếu biết khai thác và tận dụng hiệu quả sự đầu tư và các dịch vụ. Du lịch golf sẽ góp phần tích cực vào việc đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng đối với du khách đến Việt Nam, tăng mức chi tiêu và lưu trú, từng bước tăng cường sức cạnh tranh với các nước phát triển về du lịch trong khu vực và hoàn thành mục tiêu chiến lược của ngành du lịch tỉnh nhà. Trong cái chương trình phát triển về du lịch golf ở Thừa Thiên Huế thì có hai sân golf, và bước đầu trong năm 2013 thì một cái sân golf 18 lỗ đã được hình thành tại khu du lịch Laguna Lanco Việt Nam. Với cái sự quảng bá năm vừa qua, 3 môn phối hợp, sự tham gia của 14 hãng truyền hình để quảng bá cho khu Laguna Lanco Việt Nam, và với cái việc đưa một số các cái tay chơi golf rất là có tiếng, những người chơi golf này cũng đã tạo điều kiện quảng bá cho khu du lịch này. Và chính vì vậy, trong cái dịp Tết năm 2014, Tết Giáp Ngọ này, thì từ ngày 20 đến ngày 15 tháng Giêng thì toàn bộ các cái phòng nghỉ tại khu Laguna Lanco Việt Nam đã đầy đủ 100%. Đây cũng là một cái hiệu quả trong cái sự kết hợp các cái bộ môn thể thao, du lịch và văn hóa ở trên địa bàn, và có thể nói là một cái triển vọng rất lớn để cho tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển cái loại thể thao này. Tận dụng lợi thế về địa hình thuận lợi, một mặt giáp biển, một mặt quay lưng vào dốc đồi, tập đoàn Banyatri đã đầu tư xây dựng một sân golf 18 lỗ tại huyện Phú Lộc. Sân golf này có lợi thế từ sự đa dạng của cảnh quan tự nhiên. Trên mỗi chặng 9 hố, các golf thủ lần lượt được trải nghiệm một địa hình khác nhau. Điều này khiến các golf thủ càng có thêm nhiều thử thách đánh golf cùng những cảm nhận thực tế về sân golf. Đây là lần đầu tiên tôi đến Laguna Lanco thì cảm giác của tôi rất là ngạc nhiên. Vì sân này nhìn không giống như là mới chỉ xây được một năm mà đã nhìn đã rất là hoàn thiện rồi, rất là đẹp. Đây là một cái sân rất là có cảnh quan rất là hùng vĩ, rất là đẹp mắt, vừa có núi rất là hùng vĩ, vừa có biển, vừa có cảnh biển, nhìn rất là tự nhiên. Và cảm giác tôi ở đây rất là thoải mái và cảm giác rất là thư giãn. Thì tôi đến đây là ở trong kỳ nghỉ của mình, cho nên là tôi quyết định chơi golf ở Laguna Lanco. Thì cũng đã khá lâu rồi tôi không chơi golf, cho nên là hôm nay chơi lại 9 hố hôm nay thì cảm giác rất là thoải mái. Tôi chơi môn thể thao này cũng khá lâu rồi. Mỗi lần có dịp đi tham quan du lịch, tôi rất thích tìm đến những khách sạn resort có phục vụ sân golf, vì tôi muốn chơi nhiều sân golf khác nhau cho biết. Bên cạnh đó, đây còn là một môn thể thao giúp tôi khỏe mạnh và tìm thấy sự thư giãn sau một thời gian làm việc căng thẳng. Như bạn thấy đó, chơi môn thể thao này, ngoài việc vận động, còn được hòa mình với thiên nhiên. Với những đặc thù nhất định, golf được đánh giá là loại hình du lịch thể thao hấp dẫn, thu hút du khách quốc tế có mức chi tiêu cao. Khách du lịch golf quốc tế cũng như các golf thủ thường thích thi đấu ở các sân golf là nhiều thách thức. Vì vậy, nếu biết cách khai thác hiệu quả loại hình du lịch golf sẽ mở ra một hướng phát triển du lịch mới, góp phần thúc đẩy toàn ngành du lịch phát triển. Xúc tiến phát triển du lịch của sân golf Laguna Lanco với tỉnh Thừa Thiên Huế, bắt đầu mở dịch vụ xe bus từ Laguna Lanco về Huế mỗi tuần 2 lần để có thể đưa khách về khi mà đến Huế có thể đưa về Laguna Lanco, và có thể đưa khách từ Laguna Lanco về Huế để tham quan. Laguna Lanco còn phát triển một cái chương trình gọi là chương trình huấn luyện golf dành cho các em thiếu nhi. Cô sẽ phối hợp với các trường học ở trong tỉnh để đưa các em tới sân golf Laguna Lanco của mình để luyện tập chơi golf. Những em mà có triển vọng hay khả năng á, thì sẽ được đưa vào một chương trình huấn luyện golf kéo dài 6 tháng để phát triển cái tương lai của bộ môn golf ở trong Việt Nam trong những năm tới đây. Hiện trên cả nước có khoảng 20 sân golf đang hoạt động. Các tỉnh duyên hải miền Trung cũng có nhiều sân golf đạt chuẩn quốc tế. Việc hình thành các tour du lịch golf liên kết các sân golf để mang đến cho khách những trải nghiệm mới ở những sân golf khác nhau sẽ là một hướng phát triển du lịch mới,
mở rộng quan hệ với các đơn vị du lịch lữ hành thường xuyên đưa khách đến du lịch và chơi golf trọn gói tại Huế. Mặt khác, ngành du lịch và các doanh nghiệp cần phải tổ chức quảng bá du lịch golf trên nhiều thị trường để Thừa Thiên Huế có thể trở thành một điểm đến có đẳng cấp trên bản đồ du lịch golf thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên đề du lịch Huế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thân ái chào tạm biệt.